Lịch sử tình trường của Hyun Bin gây xôn xao khi đối phương đều là những nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc như Song Hye Kyo, Hwang Ji Hyun, Kang Sora. Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin là một trong những nam diễn viên không chỉ nổi tiếng về tài năng, nhan sắc mà anh còn được biết đến bởi độ đào hoa của mình. Năm 2007, nam diễn viên công khai hẹn hò với mỹ nhân Ji Hyun sau nhiều lần phủ nhận. Hyun Bin chia sẻ, chúng tôi chưa hẳn là một cặp, nhưng chúng tôi đã tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng. Lúc này, sự nghiệp của Hyun Bin cũng bắt đầu sau bộ phim đình đám Tôi là Kim Samsung. Vì thế, chuyện tình của cặp đôi bị người hâm mộ phản đối khiến tình cảm dần phai nhạt, sau đó dẫn đến việc chia tay. Nữ diễn viên Song Hye Kyo là mối tình thứ hai mà Hyun Bin công khai, cặp đôi hợp tác trong bộ phim Thế giới mà họ đang sống. Trong phim, cặp đôi có nhiều cảnh quay tình cảm, nhờ vậy mà mối quan hệ ngày càng khăng khít. Đây là điều được chính nam tài tử chia sẻ. Tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ đông đảo của công chúng. Truyền thông Hàn Quốc thì gọi đây là cặp đôi trong mơ. Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi trước một ngày Hyun Bin nhập ngũ vào năm 2011. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn coi nhau là những người bạn thân thiết. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, Hyun Bin đóng phim trở lại nhưng không thành công. Năm 2017, khi sự nghiệp khởi sắc, Hyun Bin thừa nhận hẹn hò cùng đàn em kém 8 tuổi là Kang Sora. Cặp đôi ngôi sao lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc với bạn bè vì cùng hoạt động trong ngành giải trí với tư cách là diễn viên. Hai người chia sẻ những lời khuyên về diễn xuất và trở nên thân thiết. Từ đó mối quan hệ phát triển tự nhiên tiến tới tình yêu. Sau một năm, Hyun Bin và Kang Sora xác nhận chia tay với lý do là lịch trình quá bận rộn để hẹn hò. Thời gian gần đây, Hyun Bin và tình đầu quốc dân Son Si-jin vướng phải tin đồn hẹn hò và có ý định kết hôn. Tuy nhiên, đại diện của công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho rằng tình cảm giữa hai bên chỉ là tình bạn thân thiết. Cặp đôi đã kết hợp ăn ý trong bộ phim điện ảnh Cuộc đàm phán sinh tử và nay là bộ phim truyền hình đình đám Hạ cánh nơi anh đang gây sốt khắp châu Á.